Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái chức năng mới ở trong cái FL Studio bản 21.1 trở lên. Các bạn lưu ý là cái chức năng này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái mặt nhạc lý là nhiều nhất. Tuy nhiên thì cái chức năng này vẫn đang ở trong cái quá trình thử nghiệm, cho nên là nó sẽ có một số cái lỗi nhất định. Các bạn dùng thì các bạn phải cẩn thận và để ý nha. Rồi, thì như các bạn biết á, trong cái FL Studio, cái phần Piano Roll này các bạn, thì chúng ta có thể chúng ta bật scale highlighting để chúng ta hỗ trợ trong cái quá trình viết nhạc bằng cách là các bạn nhấn vào cái mũi tên ở phía bên trái phía trên này ha. Bạn mở view scale highlighting. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn tới cái vị trí mà chúng ta muốn, ví dụ như mình cần chọn đó chính là G chưởng chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Tuy nhiên thì hôm nay thì chúng ta sẽ không dùng cái phương pháp này nữa, mà chúng ta sẽ đổi qua chúng ta sử dụng một cái phương pháp khác nâng cao hơn và nó mới có đây thôi. Đó chính là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp gọi là key marker. Rồi, chúng ta tìm cái vấn đề đó ở cái vị trí này nhé. Rồi, các bạn tìm như sau nè. Các bạn nhấn vào trái phía trên chỗ này. Các bạn sẽ vào phần time marker ở dưới đây. Các bạn hãy nhấn vào chữ add key marker. Thì cái key marker này là gì thì từ từ để mình nói sau. Các bạn cứ chọn thử cái trước đi đã. Bây giờ ví dụ như mình sẽ chọn, đó chính là mình sẽ chọn A và mình sẽ chọn chưởng. Ionia là chưởng tự nhiên đó các bạn. Các bạn nhấn chuột phải vào nhé. Ok. Rồi. Bây giờ thì các bạn thấy là nếu mình kéo cái này ra, bạn có thấy cái hình nền của chúng ta nó thay đổi không các bạn? Đó. Rồi, ok. Các bạn hiểu như vậy là được rồi ha. Sẽ để cái này ở bắt đầu từ nhịp số 2 đi để nhìn cho nó dễ ha. Tiếp theo đó nè, chúng ta có thể chúng ta thêm một cái key mode khác. Mode là gì? Thì đơn giản nó chỉ là những cái cách để chúng ta chơi cái phần gam của chúng ta cho nó ra cái màu khác mà thôi. Các bạn hiểu đơn giản như thế là được. Còn về cái cách áp dụng thì tùy bạn ha. Ví dụ ở đây thì mình sẽ dùng một cái chưởng major Ionia chẳng hạn. Mình sẽ nhấn chuột phải ở ngay vị trí này. Bạn thấy ở ngay cái vị trí dưới cái khung số 1234 nào. Sẽ add thêm một cái key scale vô nữa. Mình sẽ chọn nó chính là A. Và lần này mình sẽ không chọn Ionia nữa. Mình sẽ chọn về Lydia. Các bạn kiếm Lydia ở dưới này nhá. Rồi. Nếu như các bạn thấy nó vẫn chưa có gì thay đổi giữa cái này với lại cái này, thì chứng tỏ là các bạn đang bị lỗi nha. Các bạn nhấn chuột phải vào cái này lại này. Xong chúng ta sẽ đổi cái Lydia này qua một cái khác cái nào cũng được. Mình sẽ đổi qua Lurica là mình đổi lại qua Lydia nè. Rồi, bây giờ thì các bạn thấy là ở bên cái Major Ionian và bên cái Order Lydian nó đã khác nhau rồi. Thì bây giờ các bạn thích chọn cái nào trước cũng được nhá. Bây giờ mình sẽ để cái Lydian ở phía trước này. Các bạn có thể thấy là cái phần chúng ta được viết nó đã thay đổi rồi đúng không? Nhưng mà nó chưa có đúng vào khung. Thì nếu mà các bạn muốn cái này đúng vào khung thì các bạn có thể zoom to lên nè. Các bạn nhấn chữ Alt và các bạn kéo cái này đúng vào khung. Thật ra không cần quá đúng vào khung đâu nha các bạn. Cái này nó chỉ là cái gọi là cái hướng dẫn để chúng ta biết cho nó dễ thôi. Mình đang lăn chuột nhé. Lăn chuột ở ngay vị trí đó để mình phóng to thu nhỏ cái video RAW lên đó các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thử mình viết hai hợp âm ở bên Lydia, một hợp âm ở bên Major Ionia, và mình sẽ nhấn chuột phải đây mình tạo thêm một cái key marker nữa. Mình sẽ qua đây và mình tạo một cái A. Tiếp tục mình lại về cái Lydia. Và nó lại bị lỗi nữa ha các bạn. Nó lại phải chỉnh lại. Lâu lâu nó vẫn bị lỗi ha các bạn, để ý cho mình nhé. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ viết nè. Sẽ viết đại nhé. A là âm chủ đúng không? A là âm chủ. Chỉ như là chúng ta sẽ Lydia thì A là âm chủ. Chỉ nhiên rồi. Các bạn có thể thấy là mặc dù á cái nốt D6 này nè, nó không có nằm trong cái khoảng mà chúng ta được viết trong cái Lydia. Và các bạn thấy là nó nằm ngoài nè. Nó nằm trong cái nền màu đen luôn ha. Đây cái chỗ nền màu đen của bên Lydia. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể viết trong Ionia. Tại vì sao?
Tại vì cái này người ta gọi là hợp âm mượn ha, mình đã mượn một cái nốt ở bên Ionia để mình sử dụng, mình chèn vào một cái đoạn toàn là Lydian thôi. Thì khi mà các bạn sử dụng nó như thế này á, thì nó sẽ tạo ra những cái màu sắc rất là đẹp. Và đặc biệt Lydian kết hợp với lại Ionian, đó chính là một trong những cái cách để chúng ta sử dụng, chúng ta đổi mốt hay nhất, mà nó tạo ra cái màu sắc rất là đẹp. Và nó thường được dùng trong những cái loại nhạc, ví dụ như nhạc chill hay là nhạc uplifting, những cái nhạc mà các bạn hay xem video nó có đó các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thử viết một đoạn melody nhé. Để mình thử mình viết cho nó xuống trầm tí ha, cái này hơi cao quá. Đó, các bạn thấy là cái màu sắc nó rất là đẹp và nó không giống một cái thứ gì các bạn có thể đạt được khi mà chúng ta chỉ sử dụng có một cái mốt bình thường là trưởng tự nhiên hay là thứ tự nhiên. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nâng nó lên một level nữa nhé, đó chính là chúng ta sẽ thêm những cái nốt ở dưới đáy cho nó. À, bây giờ mình sẽ mượn luôn mấy nốt này, mình thả xuống cho nó nhanh nhé các bạn. Các bạn thấy là cái màu nó rất là đẹp, nghe nó giống mà lo-fi ha các bạn. Sẽ cho cái này nó chuyển cách đánh một tí xíu ha. Cách đánh một tí xíu. Cái này mình đổi thêm một tí nữa ha. Đó, các bạn có thể thấy là chúng ta tạo ra được một cái kết quả nghe nó rất là màu sắc và nó khác hẳn với lại những cái đoạn nhạc bình thường. Và nếu chúng ta chỉ dùng những cái hợp âm cơ bản và những cái gam cơ bản, một gam một thôi, sẽ ra màu khác. Những cái gam này thì như mình sẽ nhắc, đó chính là cái key marker này á, nó bị lỗi nha các bạn, cho nên các bạn phải để ý. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái Lydian nữa nè. Đó, các bạn thấy mà nếu như chúng ta không để ý, chúng ta nhìn á, đây tại sao cả hai cái này đều là A order Lydian này các bạn. Từ từ mình delete nha. Đều là A order Lydian mà tại sao nó lại khác nhau? Thì chúng ta phải ngay lập tức chúng ta hiểu ngay là à, nó bị lỗi nha các bạn. Đổi lại không được. Đây. Thì mình nhắc như vậy tại vì cái chức năng này nó vẫn đang trong quá trình nó thử nghiệm ấy. Thì không sao cả, từ từ thì FL họ sẽ làm được thôi. Nói chung là cái video này, cái thứ mà mình muốn truyền đạt cho các bạn nó chỉ tới đây thôi. Hy vọng thì cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn trong cái quá trình làm nhạc. Hãy đăng ký kênh, để lại một like, một bình luận, nhấn nút chuông thông báo và chia sẻ cái video này cho những bạn khác. Rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Chúc các bạn có một ngày làm nhạc vui vẻ.